Rồi, sắp là cô Phạm Duy chào tất cả các anh thủ nha. Đã quay trở lại video ngày hôm nay. Video này là video ngày 22 anh em tháng 1. Cái video này mình lại có 26 mẫu cần và một số PE anh em. Đây PE của dòng IGK 4 chấm nha. Một con máy của đây qua. Thì cần thì những dòng như là ISO, chất liệu graphite và carbon giá rẻ anh em, từ 250.000. Đây, cần xúc này, ISO khen nhỏ, khen lớn. Dài từ 4.5, 5.3, 5.4 cho đến 6.3 này, cứng 2. Cần xúc lỡ thì những dòng như là 3.9, 4.5. Đây thì có độ cứng cao nha em, cứng từ 25 cho tới 27 này, 30 nha em, 30, 33 và 35 cho mình đây. Còn một con 35 nha. Có spin power của Shimano. Cần tay thì sẽ có cần tay lóng ngắn và một con số cần dây trong. Cần lua thì có máy ngang, máy đứng. Này, cứng MH cho mình nha. Một số cần một khúc cắm gốc á, thì những dòng như là máy ngang, máy đứng này cho nên mình zip biển. Đây. Nhìn đây, của dòng Falcon của Mỹ nha. Đây, của thương hiệu của Mỹ này. Và một số cần 20 khúc cho mình câu ngâm, câu lăn xe. Những dòng như là mình câu bè này. Đỉnh cá tra, cá chim, cứng từ 50 đến 80 nha. Đây, Suzumi khoen lá, chain reel và Alpha Tackle. Thì tất cả sản phẩm ở đây đều là hàng đã qua sử dụng. Thì em sẽ báo ra tình trạng của sản phẩm. Anh em lưu ý, mình xem kỹ video, chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779. Thì đấy sẽ còn cho mình một số dù như này. Còn mình 3 cụ thôi nha. Đây 3 cụ của dòng IGK nha. Đây cái này thì cái này bán lẻ cho mình là 100 ngàn một cụ như này. Lấy 3 cụ bị ship nha. Cái này thì dòng này là dòng của Japan, của dòng IGK thì anh biết rồi. Cái dòng 4 chấm này thì cái này thì có 100m nha. Dù này thì màu xanh rêu. Đó, màu xanh rêu cho mình nha. 4 chấm thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 0.33mm á. Cái dòng này thì dòng Nhật này, made in Japan nha. Cái dù IGK này cái size của nó mà 200m á thì giá rất là mắc nha anh em, tầm 6 hơn tầm khoảng gần 600.000 một cuộn á. Thì cái này bán lẻ cho mình là 100.000 một cuộn nha. Đây, anh em về nối vào muốn được nha. Đây, đây mình kinh tế mình hạn hẹp nối vào được này. Cái này 0.33 này thì mình câu ngâm câu đơn là được rồi. Đó. Tại cá mắt là 50 bao nha. Rơi cho mình tầm khoảng vào 20kg, anh em đi câu biển câu ngâm đều được này. Dù cực ngon nha. Bên này có dòng IGK. Ba cuộn miễn ship ạ. Thì có một con máy của nông như này. Đây con máy của nông của dòng Daiwa. Con này là của dòng cây Daiwa sầm Crosscut 5000. Cái con này thì size thật tầm khoảng 8000 nha, tính theo size lớn như mình á. Cái thông số cước số 7 này được 250m, số 8 được 200m, số 10 được 150m á. Cái này anh em câu lục, câu ngâm, câu biển đều được này. Con này hàng Daiwa nha, China xuất Nhật cho mình ạ. Tình trạng con này thì nó còn đẹp như này, nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Đây. Lỗ cước này. Mô bin sống nha. Lưỡi gà này, gạt cước đều ok hết. Đó, rất là nhẹ nha. Thì con lăng cước của này có rất là mới, đổi tay trái phải được cho mình. Đây, một chiều nha. APS đầy đủ cho mình ạ. Thế thì mình đánh lục như này. Đó. Con máy này thì giá là 1.200.000 nha. Đây, giá là 1.200.000. Đây qua nha. Sập Crosscut 5.000, sẽ được tầm khoảng 8.000. Rồi cần thì có 26 mẫu cần. Mã số 1 thì một con cần ISO càng nhỏ như này. Đây ISO càng nhỏ, con này thì chất liệu là graphite nha. Đây 4.5 độ cứng 2. Con này khoen pad là khoen pad Fuji hết như này. Tình trạng con này có rất là mới. Con này cứng 2 thì tầm khoảng vào 3.5H tính theo cần tay thôi. Ngọn 1 ly. Đây ngọn sẽ có 1, 2, 3 này, 4 khoen chạy như này. Chất liệu cần graphite nha. Graphite thì giá rẻ thôi. Con để cho mình là giá 250 như này. Đây 250.000. Đó, lóng lít còn sáng và đẹp thế này. Đóng sẽ bị chống nổ đầy đủ nha. Đây, giá thì rất là rẻ. Con này này về xả cần tay vẫn được nha. Cân nặng của cần thì cân được là 220g, mã số 1, 250 nha em. Gốc thì nó chế sẵn cái dây buộc bảo hiểm ở đây rồi. Đây, từ bên Nhật về nó chế sẵn cho mình nha. Mã số 2 thì một con cần súp lỡ dạng ISO khen lớn này, của dòng C-Way nha em, 36 cứng 20. Đây, 36 cứng 20, hàng Korea xuất Nhật, của dòng Quenco. Đây, có tem nội địa đây. Pad Fuji F7, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, loại xí đá xám, khoen lớn nha em. Thì ngọn có thể là ngọn 2.2 ly, độ cứng 20 tầm khoảng FX, đánh đầu cần gần bờ. Đây, lóng của nó sẽ có hai cần chạy nha, cái ngọn á, đi kèm là 4 lóng. Tình trạng của cần thì nó vẫn còn đẹp và sáng này. Đó, đẹp sáng cho mình nha. 36-20, khoen pad Fuji. Cân nặng của con này chỉ có là 240g, mã số 2, giá 600 nha em. 600 ngàn nha. Mã số 3, thì một con cần ISO khoen nhỏ. Con này thì của Daiwa. Đây của hãng Daiwa nha em. Của dòng Dynamite nha, 5.3 độ cứng 3. Con này thì hàng Korea xuất Nhật luôn. Phôi của mình là phôi hai dai nha em. Con này xải cần tay rơi cho mình tầm khoảng vào 5H nha. Đây, 5H cho mình nha. Cái ngọn con này thì đo cho mình sát cái này á là ngọn 1.8 ly, gần 2 ly. Anh em lưu ý con đã được hạ ngọn nha. Hiện tại cần nó chỉ còn cho mình tầm khoảng vào 5.1 thôi. Đã được hạ 20 phân. Cái ngọn của nó thì cho 4 khoen chạy cho em. Cái dòng Daiwa này á
thì nó trừ cái lóng 1 và lóng 2 trên thôi là carbon xoắn vân này. Còn những cái lóng còn lại cần là 2 da này, là carbon 2 da. Rồi cho mình tầm khoảng 95H nha. Rồi, tình trạng của nó thì nước sơn có hơi cũ nha. Đó, mình em được một sổ sải cần tay này. Sải cần tay thì cuốn chỉ và linh keo. Đây. Thì những cái dòng ISO thì bên em vẫn hỗ trợ sải cần tay nha anh em, cuốn chỉ linh keo. Còn cần lực bên em vẫn hỗ trợ hạ pad. Anh em lưu ý nha, những cái dòng anh em muốn hỗ trợ hạ thì vui lòng cọc trước ạ. Cân nặng là 190g, mã số 3, giá 700.000. 700 nha anh em. Mã số 4, một con cần ISO phèn nhỏ luôn. Con này thì dài hơn. Đây cần carbon 6m3 độ cứng 2 nha anh em. Cứng 2 này thì sải cần tay nó rơi cho mình tầm khoảng 4H ha. Đây khoen pad Fuji xứ 6 hết. Ngọn con này tôi đo cho mình được là ngọn 1.4 ly thì nó sẽ có 1 2 khoen chạy này. Đó, nước sơn con này thì màu bạc nha. Con này kèm cho là 7 lóng. Đây 6m3 7 lóng nha. Đây, 7 lóng này. Tình trạng của nó thì vẫn còn ok nha. Thì mấy con này xả tay xuống anh em mình đánh chép, đánh cà mè được rồi. Nó tầm khoảng 4H nha. Cần ra thẳng cho mình ạ. Con này phôi cũng tương đối dày, cân nặng được là 350g, mã số 4, giá 700.000 nha. Đây, 700.000 cho mình ạ. Mã số 5, một con cần súp lỡ nha. Đây con cần súp lỡ này của dòng Suzumi nha. Đây Suzumi hàng Korea này, carbon. Dài là 3m9, độ cứng 25. Đây có dòng là Space Sup này, Power Focker này, Suzumi. Pad Fuji F7, dàn khoen Fuji. Đây loại silicon xám cho mình luôn. Cứng 25 đánh đầu cần gần bờ, ngọn 2.5 ly. Ngọn sẽ có 1 và 2 khuyên chạy đây. Đây nước sơn con này thì màu xanh nha. Tình trạng con này thì có xước như này. Nó sẽ có xước dăm sơ tới này này. Đó. Mấy con đánh đầu cần gần bờ thôi. Đóng semi chống nổ đầy đủ này. Nó có xước nha. Con này xước để cho mình giá rẻ thôi. 39 cứng 25. Cân nặng của con này thì được là 370g, mã số 5, giá 650 nha. Đây 650.000. Súp lỡ như này, Suzumi. Mã số 6 ạ. Số 6 thì sẽ có một con cần súp nha, cần lục cho mình luôn. Con này thì dài hơn, cần này của hãng NFT, dài là 4m5 nha anh em. 4m5 đi kèm 5 lóng, cần carbon. Con này bản là mình là bản nội địa Nhật nha. Khoen pad Fuji loại silicon xám. Thì cứng 25 EX, ngọn cần tôi đo cho mình sát trên này á, rồi cho mình tầm khoảng 2.5 ly, sẽ có 1 và 2 khoen chạy này. Đấy. Tình trạng này nha, carbon xoắn vân toàn thân. Con này thì vẫn có xây xước nha anh em. Thì để cho mình giá rẻ thôi. Đây, xây xước nha, 4m5. Đánh bạc bãi bạc biển được này, giá 650 nha. Đây 650.000. Khoen pad Fuji hết. Cân nặng là 530g, giá 650, mã số 6 nha anh em. Nắp chụp con này thì xoáy vặn nha. Bằng inox, tay cầm nó được cuốn chỉ này. Cho mình cầm chắc tay hơn. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần lục mã số 7 nha anh em. Cần lục này của dòng Ryobi. Con này là Ryobi dòng Superline, dài là 4m25, cứng 27, đánh đầu cần và gần bờ. Đây, con này bạn của mình là bản Korea xuất Nhật nha. Đây có tem nội địa này. Thì pad Fuji F7, dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet hết. Đây, dàn khoen full sheet nha em. Cứng 27. Ngọn cần là ngọn 2.7 ly. Cái dòng này không có định vị nha, nó sẽ có 1 và 2 khoen chạy này. Tất cả khoen của mình là khoen sheet. Đánh đầu cần và gần bờ thôi. Nó 4m25. Thì cần nó kèm cho mình là 4 lóng nha em. Đây, trừ bị 4 lóng nha. Tình trạng thì nó sẽ sức dâm ở đây. Lóng trái khúc này. Đây trái khúc nha, có sức dâm này. Sờ ở ngoài thôi. Sơn như này. Còn khoen của mình là khoen xích hết. Cứng 27, con này khoen xích, cân nặng là 430g, mã số 7. Giá con này là 1.7 nha anh em. Đây, 1.700.000 ạ. Đây, còn đẹp nha. Đánh đầu cần vừa gần bờ. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì sẽ có một con cần lục của dòng Ryobi luôn, con này dòng Superline cho mình luôn. Dài là 4m nha, cứng 33. 33 rồi cho mình tầm khoảng B cho anh em, tầm khoảng C tới B nha. Con này hàng Ryobi này, Korea xuất Nhật cho mình luôn. Đây vẫn có tem vàng đây. Thì pad là pad Fuji F7, dàn khoen con này là dàn khoen full sheet luôn nha. Tình trạng con này còn mới nha. Con này rơi cho mình tầm khoảng trên 95% á. Cứng 33 thì con này ngọn của mình là ngọn 3 ly. Con này nó cứng tầm khoảng CS đối với những cần bình thường nha. Ngọn sẽ có 1 này và 2 khoen chạy đây. Đi kèm 4 lóng và còn rất đẹp rồi. Đây. Rất đẹp nha. Lóng lý còn mới sáng hết này. Đây, đóng semi chống nổ đầy đủ này. Phôi được đẹp nha này, 99.5%, dàn khoen full sheet. Cân nặng con này thì cân được cho mình là 430g, mã số 8 nha này. Giá 2.2 ạ. Đây, 2.200.000 nha. Ryobi. Mã số 9, thì một con cần lục, con này thì có dòng Daiwa nha này. Đây cần lục được có dòng Daiwa. Có độ dài con này là 4m2, cứng 27 thì cũng rơi cho mình tầm khoảng DS thôi.
đây Korea xuất Nhật có mã code và tem vàng của dòng Power Cat nha, đây Power Cat Pat Fuji Stylus LS7, dàn khoen của mình là dàn khoen full sit nè, dàn khoen full sit nha. Ngọn có này là ngọn 2.4 ly cứng 27, con này có định vị đây, ngọn sẽ có 1 này, 2 này, định vị đầy đủ nha. Đây con ngọn có hai định vị cho mình. Đi kèm 4 lóng đánh đầu cần và gần bờ này. Thì cái những dòng bên này bên đây hỗ trợ hạ pad nha này. Đây hỗ trợ hạ pad miễn phí. Keo thì bên em quay keo zin, keo thì 8 đến 12 tiếng mới khô. Nên nó zin theo cần như cũ luôn nha này. Đây, như zin cũ cho mình luôn. Thì cân nặng con này là 390g, mã số 9, giá 1.600.000 nha anh em. Tình trạng con này cái lông gốc xưa dưới này á nó bị xước sơn một xíu này. Đây, xước sơn nha. Còn lại thì đẹp và sáng hết cho mình ạ. 1.2 cứng 27, đây qua. Rồi đây sẽ có một con cường lực cho đánh xa bờ. Con này cho nên mình phang xa bờ nha anh em. Tầm 70-80m này, con này của dòng Olympic này. Olympic nha. Con này đã được hạ phát cho mình. Đây, đã được cuốn chỉ và link keo đầy đủ nha anh em. Con này thì cường lực của dòng Olympic dòng Test Carbon. Đây Super dòng Spira này, cái dòng này nhẹ anh em. Con này nhà có hai con, của hai da rất giống nhau này. Súp này 4m25 cứng 35. 35 thì nó rơi cho mình tầm khoảng BS tới ái cho mình nha. Cái chỗ này thì cái phát cũ á tháo ra. Đây, nó còn xấu nha này. Thì cái dàn khoen con này là dàn khoen full sit hết. Con này thì phôi hai da từ gốc tới ngọn luôn. Ngọn con này là ngọn 3.2 ly nha. Đây, phôi hai da này. Phôi hai da nha anh em. Xoắn gừng á. Đây, ngọn con này có hai khuyên chạy này. Đây, tình trạng của nó thì còn đẹp và sáng hết nha. Cái độ mới con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95%. Carbon hai da từ gốc tới ngọn nha. Đây, của Olympic, bản nội địa Nhật cho mình này. Đây, đóng sẽ bị chống nổ nha. Thì cái con này đã được hạ phát xuống. Thì hạ phát zin theo cần luôn. Hạ phát cuốn chỉ lên keo đầy đủ này. Cái phát con này thì đã hạ đúng như Việt Nam mình nha. Đây tầm khoảng 28cm cho anh em. Đây 27 hơn một xíu. 28cm cho mình. Olympic bản nội địa Nhật. Cái đất con này thì được dán vào nha. Nó sẽ dài một xíu nữa. Cân nặng của cần thì được là 470g. Mã số 10 cho anh em. Giá con này là 3.200.000 nha. Đây 3.200.000 ạ. Đây số 10 ạ. Rồi mã số 11 thì đây sẽ có một con cường lục này, con đánh đầu cần gần bờ của dòng Shimano. Con này spin power nha anh em. 4m rưỡi, độ cứng con này là EXT. Thì rơi cho mình tầm khoảng vào 25 nha, đánh đầu cần gần bờ. Cái dòng spin này thì đều là nội địa Nhật cho mình hết rồi. Pad của mình là pad Fuji nha anh em, titanium. Cái chỗ này thì là cái tên của cần nha, hàng nó về cho mình là ba con. Thì nó đều có cái chữ này á, chỗ này nó ghi cái tên của cần thủ á, sau nó quét keo lên. Đây. Thì nhà bán hết hai con rồi nha anh em. Nhà chỉ còn một con này thôi. Rồi phụ kiện thì sẽ có nắp chụp zin và dàn khoen với lại dàn khoen full sit nha. Đây khoen trắng cho mình, khoen ngọc trai. Ngọn cần thì là ngọn 2.4 ly. Ngọn sẽ có một khoen chạy này, hai khoen chạy nha. Cái dòng spin này thì có định vị hết. Đây, định vị lóng, định vị khoen đầy đủ hết cho anh em. Đây, spin power. Đây, lóng thứ hai cũng có một khoen chạy này. Cái dòng mình thì khỏi bàn rồi. Đánh đầu cần và gần bờ nha. Đây có định vị đầy đủ nha. Định vị lóng, định vị khoen hết. Cái tình trạng của cần này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90 nha anh em. Đây, 99%. Khoen khí còn đẹp nha, không nứt chân gì hết ạ. 4m50 EXT dòng Spin Power Pad Titan khoen trắng, cân nặng là 430g, mã số 11. Giá con này là 4.500.000 anh em. Đây, 4.500.000 ạ. Tình trạng thì nó sẽ xước dăm sớm ngoài thôi nha. Còn đẹp hết. Mã số 12 ạ. 12 thì một con cần tay lóng ngắn. Đây, con cần tay lóng ngắn cho đây mình nè. Cầu rô cầu giết này. Đây cần tay lông ngắn carbon dài 5m3 nha em. Sầm slide one này. Đây sầm TK. Sầm TK nha. Thì 5m3 độ cứng tầm khoảng 3H thôi. Cái con này có chế độ zoom như này. Đây nó có cái chế độ zoom ở đây này. Zoom như này. Đây zoom tới này. Kéo ra nha. Đó, con này thì tầm ra cho mình tầm khoảng vào 4m9 zoom 5m3. Cái ngọn con này thì là ngọn 0.6 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 3H thôi. Đây. Carbon xoắn vân toàn thân nha. Cái nước sơn trên này thì nó có phủ lớp sơn trắng xanh này. Đây tất cả cái lóng này, này. Đó. Còn đẹp nha. Thật là mình coro có giết này. Mày dân đều được nha. Đó. Carbon xoắn vân. Đó. Đẹp như này. Sức dăm thôi. Thì nó có một cái lóng zoom này nè. Cái zoom này thì em vặn ra này. Kéo lên. Đó. Là zoom nha. Nó ra cho mình tầm khoảng. Cái độ zoom này á. Thì nó ra cho mình tầm khoảng vào ba mấy phần á. Thì nó ra cho mình tầm khoảng 4.9 như này. Đây 4.9 zoom 5.3 nha. Đó. Cái con này thì thu gọn của cần thì cũng tương đối gọn nhẹ thôi. Con này thì thu gọn của cần 52cm. Cân nặng là 140g, mã số 13, giá 500.000. Đây 500 nha anh em. Cần Nhật Bản nha. Mã số 13, con này 12 nha anh em. Con này mã số 12, con này 13 thì sẽ có một con cần tay lóng ngắn.
Con này cũng dòng là Siuta. Cái Siuta này thì nội địa Nhật, 5 mét tươi này, phụ kiện có nắp chụp này. Thì con độ cứng cần cũng là cho mình tầm khoảng 3H thôi. Còn 5 mét tươi dài con kia 10 phân, ngọn tầm khoảng 0.8 ly. Cũng là carbon xoắn vân toàn thân nha. Đó. Con này thích hợp cho anh em mình cũng là câu rô câu giết thôi, bỏ cốp xe, ba lô mình đi du lịch này. Con này cần ra thẳng thôi nha. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào 3.5H á. Đây cần ra thẳng cho mình ạ. Đây, lóng lý còn đẹp hết này. Sáng nha. Đây, 5m4. Cái phụ kiện của cần thì nó sẽ có cái đắp chụp. Hàng bãi về thì nó cái có cái không như này. Cân nặng con này 190g. Con này thì phôi dày hơn, mã số 13, giá 500.000. Thu gọn tầm khoảng gần 57cm nha. Đây. Siuta nội địa Nhật 5m4. Tiếp theo thì mã số 14. 14 thì đây sẽ có một con cần dạng cần tây ISO nha, của dòng OGK này. Có là dạng cần ISO dây trong dài 3m6 này. Đây OGK nha. Khoen pad Fuji này, pad Fuji F6. Khoen cái mình là khoen Fuji xứ luôn. Con này 3m6 tính theo cần tây tầm khoảng 4H thôi. Ngọn con này là ngọn lớn nha này, gần 3 ly nha. Đây ngọn gần 3 ly. Nước sơn con này thì màu bạc hết rồi. Đi kèm là 4 lóng. Đây 3m6 nha. Con này là ISO dây trong nha. Thì con này mình về mình làm cần tây vẫn được. Anh em về mình có thể là mình buộc cái thẹo cho này mình cục này, mình làm cần tây nha. Hoặc mình luồn dây trong, mình dạng tay trợ máy cho mình á. Đó, OGK. Hàng Nhật bãi ạ. Cân nặng là 170g, mã số 14, giá 500.000 nha. Gốc sẽ có sẵn cái dịp bảo hiểm ở đây. Giá 500 ạ. Mã số 15. 15 thì một con cần dây trong 3 khúc kia đây. Con này là dạng cần cho mình câu bè câu ngâm nha. Con này 3 khúc này, đây cần dây trong. Con này là của hãng Suzumi, hàng nội địa Nhật, tem vàng. Cái độ dài con này là 3m3. Con này mềm nha nên anh em lưu ý. Con này độ cứng tầm khoảng vào 20 thôi. Con này cái khoen của mình là khoen gold này. Đây khoen gold titan nha. Và cái đầu bu là đầu bu gold titan cho mình luôn. Cái ngọn là 2.5 ly, cái độ cứng tầm khoảng vào 15 đến 20 thôi. Tính theo cần Hechi nha. Rất là mềm và dẻo. Đây 3m3. Tay cầm con này thì nó bằng cán mút này và pad vặn vặn này, carbon chính hãng theo cần luôn. Suzumi. Đây, khoen của mình là khoen gold titan nha anh em, cực kỳ đẹp. Cân nặng của cần là 200g, mã số 15. Giá con này là giá 600 nha anh em. Đây, giá 600.000 cho mình ạ. Tiếp theo thì mã số 16. 16 thì một con cần lưu 2 khúc máy ngang. Con này thì của dòng Daiwa, của dòng G-Focker này. Cái độ dài con này là 6 feet 1m8, độ cứng NM. NM thì dạng cứng rồi. Thông số tải mồi tầm khoảng 21g. Tải cá 17L bao. Con này hàng Korea xuất Nhật này. Đây, Daiwa nha em. Khoen của mình là khoen Fuji hết nha. Đây khoen Fuji Gold. Ngọn 2.5 ly. Cứng NM thì mình lưu nháy hơi và nhất thực được rồi. Đó, tình trạng thế này nha, máy ngang như này. Lưu ý. Cân nặng của cần là 120g, mã số 16, giá 500.000. 500 nha anh em. Mã số 17, 17 thì một con cần lô máy ngang của Daiwa luôn. Con này thì của dòng ở Daiwa dòng Phantom. Đây, cái độ dài con này là 6 feet 1.8 luôn nha anh em. Cái thông số tải mồi thì 1/16 đến 1/5/8 OZ, con này cứng tầm khoảng ML carbon wicker. Phôi cần mình là phôi carbon xoắn hai da toàn thân này. Đây, xoắn hai da nha anh em. Dàn khoen con này là dàn khoen full xích nha. Đây phôi hai da và khoen xích. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, cứng tầm khoảng ML. Đây, ML thì mình lưu nhá hơi và nhá thật cũng được nha. Tay cầm con này thì nó bằng cán bần, cán gỗ á. Đây, bắt vặn nha, của dòng thô cho mình này. Đây qua thô cho mình. Khoen gọi là khoen xích nha. Khoen xích phôi hai da. 1m8, cân nặng chỉ có 105g, mã số 17. Giá 600 nha anh em. Đây 600.000 cho mình ạ. Đây, đẹp nha. Rồi tiếp theo đây sẽ có một con cần lưu máy đứng nha em, hai khúc. Con này cho mình lưu gần này, lưu nhớ hơi nhớ thật này. Đây lưu gần nha. Có mã số 18 là một con cần lưu máy đứng hai khúc của dòng Mazograph. Đây Mazograph dòng Sofara nha em. Short zip gin này. Độ dài con này là 9.6, là 2.88 gần 2.9 cho mình á. Độ cái MH, MH thì dạng cứng rồi. Thông số tải mồi là 60g cộng 20g tầm khoảng 80g nha. Hỗ trợ PE từ số 1 đến số 3. Con này thì hàng của mình là hàng Việt Nam xuất Nhật nha. Đây, Việt Nam xuất thị trường Nhật. Cái dòng Mazograph này có 3 dòng thôi, nó chỉ đa số là Việt Nam, China hoặc là nội địa nha. Cái tay cầm con này thì bằng cán mút bắt vặn nha. Fuji Mazograph, khoen Fuji này, 3 chân hết nha. Đây, khoen Fuji 3 chân, khoen bướm cho bạn ạ. Cái ngọn cần thì ngọn lớn 3 ly nha. Cái dòng thì anh em mình lưu gần đều được này. Đây ngọn 3 ly. Tình trạng con này thì nó sẽ có sức dăm sơ theo cần thôi. Còn lại thì ok hết nha. Cân nặng là 240g, mã số 18 nha anh em. Giá 1.8 ạ. Đây. 1.8 nha. Thế cho mình lưu gần.
mã số 19. 19 thì đây sẽ có một con cần lô một khúc, con này thì một khúc máy ngang như này, đây cần lô một khúc máy ngang. Cái con này thì của dòng là Mamiya Olympic như này, đây dòng Hunter Sat này, dòng Boron, dài con này là 6 feet 1m8 cỡ M Mamiya. Con này thì bản của mình là bản, con này thì bản của mình là đa số cái dòng này của Olympic thì Hàn Quốc nha này, Hàn Quốc và nội địa. Cái dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji Xích Gold như này, đây khoen Fuji Xích này, đây khoen Fuji Xích nha. Con này thì tình trạng có rất là mới, 1m8 cỡ M một khúc. Ngọn cần thì đo cho mình xác cái này là ngọn 2.5 ly. Đây khoen của mình là khoen xích hết nha. Con này thì anh em mình lùa nhé, hơi và chất thật đều được này. Đó. Cần một khúc nha. Một khúc thì lùa nó sẽ tốt hơn. Nhưng bù lại thì bạn em mình di chuyển hơi bất tiện thôi. Cái tay cầm con này thì là bằng cán bần và bát là bách vặn nha. Đây, Fuji. Cân nặng của cần thì được cho mình á là 150 g mã số 19, giá là 1 triệu 3 nha anh. Đây 1 triệu 300 ngàn ạ. Khoen xích hết nha. Một khúc máy ngang Olympic Mamiya. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần một khúc máy đứng. Đây con này một khúc máy đứng, con này thích hợp cho anh em mình này. Zit như này, con này dạng là dạng cần zit. Con này là con thương hiệu của mình là dòng Saurus. Cái Saurus này thì bản nội địa Nhật hết rồi. 100% anh em biết rồi. Độ dài con này 5.8 này. 5.8 là 1m74. Cái con này thì độ cứng rơi cho mình tầm khoảng vẫn MH á. Đây, con này lua cho mình nha, là mát là 80 g. PE thì số 3, còn tại tại cá là 30 là bao. Tại tỉnh là 4 kg nha. Cá 4 kg này mình cẩu lên được luôn. Đây. Cái tay cầm có thể bằng cán mút, đây có tem nội địa này. Bắt là bắt vặn nha, Fuji chữ vai. Dàn khoen có mình là dàn khoen Fuji nha. Đây, dàn khoen Fuji 3 chân, khoen để bàn là khoen 30 này. Đó. Dưới này thì 3 chân cao, đây 3 chân vừa và trên này thì 2 chân như này. Đây sát trên này có 2 chân thôi. Độ cứng tầm khoảng MH, ngọn 2.2 ly. Tất cả khoen có mình là khoen xích hết. Nó thế là cho anh em zip như này. Zip biển. 80 g thì cũng dạng cứng rồi, tầm khoảng MH cho mình. Cân nặng của cần thì được là 230 g, mã số là 20 nha anh em, giá là 2 triệu nha. Đây 2 triệu cho mình ạ. Mã số 21. 21 thì một con cần zip cắm gốc. Cái con này thì cho đây mình zip cũng hàng nặng cũng được này. Cái con này là cần zip cắm gốc của dòng Japan nội địa Nhật, của dòng Comotech nha anh em. Đây. Japan dòng EUA này. Cái độ dài con này là 7.3 thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào gần 2m4 nha anh em. Cực 2m4. Cái thông số tại mồi thì tầm khoảng 2 OZ, còn tại cá 20 là bao. Cắm gốc cho. Đây cắm gốc Pat Fuji. Dàn khoen có là dàn khoen Fuji 3 chân cái này. Đây khoen này ba con là khoen 40 nha. Khoen 40 khoen lớn hơn. Đó, tình trạng thế này. Cái này độ cứng là tầm khoảng MH cho mình thôi. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Khoen xích nha. Đây, khoen xích tình trạng có rất là mới. Đây cắm gốc như này. Japan Inuit A. Đó, cái dòng mình đa số là thuốc thị xuất thị trường châu cho mình á. Đây, cho nên mình zip biển nha. Cân nặng của cần thì cân được là 280 g, mã số 21 nha em. Giá có thể là 2.200.000. Đây 2.2 nha. Rồi mã số 22 này. 22 thì ở đây sẽ có một con cần cắm gốc máy đứng, con này zip. Con này là của dòng Falcon nha em. Cái thương hiệu này là thương hiệu của Mỹ nha em. Đây thương hiệu của Mỹ, được gia công tại Trung Quốc này. Đây Falcon này, dòng Sky Sub. Độ dài con này là 8 feet nha em, là 2m4. Đây sản xuất tại China, gia công anh em. Thông số tại mồi từ 7 đến 28 g, tại cá từ 8 đến 24 là bao. Con này trên này mình có lua thôi. Đây lua hoặc xích mồi hạng nhẹ nha. Cái dàn khoen của mình là dàn khoen full xích 3 chân cái này. Đó, Falcon nha, Falcon của Mỹ. Thì trên này cái ngọn trên này á thì nước sơn màu trắng nha. Đây trên này thì ngọn nước sơn màu trắng. Khoen xích hết. Ngọn con này là ngọn 2 ly. Cái độ cứng con này tính theo cần lua thì nó rơi cho mình tầm khoảng bên M thôi. Tại 2m4 cắm gốc nha này. Đây cắm gốc. Cái tay cầm con này thì nó được bọc cái màng co nhiệt này. Và pad của mình là bách vặn nha. Fuji Gold FPS. Đây. Thành con thương hiệu của Mỹ. Cái cân nặng con này thì cân được cho mình là 220 g, mã số là 22. Giá là 1 triệu 8 nha anh. Đây, 1 triệu 800 ngàn ạ. Mã số 23 thì đây sẽ có một con cần hai khúc. Con này là hai khúc, cho này mình có bè nha. Đây con này có bè, có tay cái này. Để tì cho mình chắc tay nha. Cái con này là cần hai khúc, độ dài con này là 2m7. Con này pad của mình là pad Fuji F6. Cái tay cầm của cần nó được cuốn chỉ dưới này lên hết rồi này. Và cái dàn khoen của mình là dàn khoen full xích 3 chân như này. Đây, full xích 3 chân khoen nhỏ nha. Những cái dòng mà thì câu bè thì cho mình khoen thấp thôi. Đó, khoen full xích gold này. Cái ngọn con này thì là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn long phụng như này. Cái ngọn của cần thì đo cho mình xác cái này là ngọn 0.8 ly. Cái độ cứng tầm khoảng 30 thôi. Cái này thì nó sẽ cái nắp nó làm kèm theo á. Để cho nó bằng cái ngọn này. Để khỏi bị gãy ngọn như này. Thì cái ngọn nó dài hơn cái gốc á. Thì ngọn nhỏ rất là dễ gãy. Thì nó làm sẵn cho mình một cái nắp chụp kèm cho mình thế này nha. Khoen là khoen xích gold hết. Độ dài là 2m7, độ cứng tầm khoảng 30 thôi. Thế hợp cho đây mình câu bè, câu ngâm.
Cân nặng con này là 350g, mã số 23, giá 600 nha anh em. Đây 600 ngàn nha. Khoen xích gold nha. Bắt đầu bắt Fuji gold luôn. Tiếp theo mã số 24. 24 thì một con cường 2 khúc của dòng Suzumi. Thế là cái này mình câu ngâm câu lăng xê. Suzumi này thì 2 khúc của dòng Power Stacker nha anh em. Dài là 2m7, cứng 50. 50 tính theo cường con lua thì nó rơi cho mình tầm khoảng với MH. Khoen cái này là khoen Fuji, khoen lá này. Đây khoen Fuji, khoen lá nha. Ngọn 2.5 ly. Đây tổng thể này nha. Cần thì nó sẽ còn rất là đẹp. Đây, hai khúc khoen lá. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji Gold này, chữ vàng. Gốc con này thì sẽ có dây buộc bảo hiểm, con này thì công ngâm lan xe, đánh chép ao sông hồ tự nhiên đều được. Cân nặng 300g, mã số 24, giá là 1 triệu nha anh. Đây, 1 triệu cho mình ạ. Mã số 25, một con cần hai khúc công ngâm lan xe luôn. Con này thì có dòng Chenryu nha anh. Đây của hãng Chenryu. Chenryu này thương hiệu này thì 100% là nội địa cho mình rồi. 2m7, cứng đến khoảng vào 50-80. Đây, Chenryu Japan. Tem vàng, cái ngọn của mình thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Dạng khoen Fuji 3 chân loại xì đá xám, ngọn cần là ngọn 2 ly. Cứng tầm khoảng vào 50-80. Thế là bên này mình câu ngâm cô lăng xe, đánh chép, ao sông hồ dịch vụ được này. Tay cầm cán bút bát vạn Fuji FPS 20. Gốc thì vẫn có dây buộc bảo hiểm ở đây. Cân nặng con này thì được là 350g, mã số 25, giá cần là 1 triệu cho mình ạ. Mấy con tại cá tốt nha. Con đánh chép đồ cá tầm khoảng 5-10kg thoải mái luôn. Cuối cùng thì mã số 26 là một con cần 2 khúc. Con này thì khoen cái mình là khoen phu xích nòng sống. Cái độ dài con này là 2m7, độ cứng 50 của hàng Alpha Tackle nha em. Dòng Pro Fighter. Đây con này bản nội địa Nhật nha. Khoen phu xích nòng sống. Ở trên này thì là khoen Fuji khoen lá này. Cứng 50 thì cũng dạng vừa, ngọn 2.4 ly. Đây con này nước sơn màu cam nha em. Rất đẹp nha. Tình trạng còn mới cứng, tay cầm cán mút bát vạn Fuji. Đây, đẹp nha. Cầu ngâm lăng xe. 50 thì dạng vừa, 30 thì dạng cảm giác. Còn anh em muốn mẫu lực lấy trên 80 nha. Cân nặng 290g, mã số 26, giá 1.200.000. Thôi tổng thể thì đây sẽ có 26 mẫu cần, một số dùa, mấy câu. Thì anh em ấn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Chốt đơn thì cái liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, em chụp hình từ mẫu cần, mẫu máy gửi đem tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em một ngày đầu tuần vui vẻ, đi cầu nhiều cá sức khỏe nha. Hẹn gặp lại lần sau ạ.